detect it all, boy. Hello. Are you doing a selfie? I know you take the picture. Khách hàng mà nó vô nó không có cái miệng á. That's my daughter. You know I got nine. Remember I got nine children? That's why I need these plants. Hai chồng mình mới đi về bỏ cái tấm bảng cho nó xe xuống rồi khách mình đã vô rồi. And I wanted that one. So he was asking how much is this one? Which one you Seven. Oh, okay. I see somebody. Because I'm buying all these and then count that. And can you give it to me for $5? No, I sell $8. He said seven. $7. $7 for you. Okay. So count all my friends. Friend. And let me know how much. Yeah. But he ain't gonna mess with the money. He said, you count those. Cái con này một lần lại nó mua nhiều lắm. Yeah, black people still buy from Chinese. Yeah. And me. Okay. Diggy. Okay. You sell individual? Yes. All three of my children. Đây biểu tính tiền, nó kêu tính tiền, nó thử. Đây hai chậu đây 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 35, 40, 45, 50. $50 and then $30. Cheap for you. Cheap, $30 cheap for you. Are you recording this? No, she does a... Because that little pom-pom, you should have a plant on top of that. That's... Okay, giờ mình bán cho nó nhiều đây, nó đưa 100 đồng này. Get the... You a witness, husband? She gets such a pick-up. Ah, đây nhiều đưa, bà đưa 100 đồng, bớt hết à. I know we messed up, my daughter left me. She said, Mama, gotta go. I wish you would. Thank you so much. You did? Yeah. What does she want to do it? Good. The mask on? Good. These are best plants. Yeah, you don't best need friends. Marijuana all the time. Rồi mình bán cái thùng xà lách đây. Mình trồng ở trước thì khách mua ra ta. Với thùng cái rau keo. Là hai thùng là 40 với một cái thùng ớt nữa. Một cái cây ớt này, ớt cái ớt ngọt này. Bán cho chị được 20 đồng. Chị muốn một thùng xà lách này nữa 20 nè. 20 đồng này. Cây rau keo 20 nữa là được 3 thùng được 60 đồng. Nào bây giờ tiếng em đi lên đường. Thank you. Bán nó 40 đồng. Nó thích, rất là thích. Nó mấy tuần này, tới 2 tuần này rồi. Đây này. Nào rằng nó mua như đây đi. Hi. Hi. Good for customer. Chồng nó mua như thế, nó còn lỡ nữa này. Còn cái này là bông này. You like this? Yeah, very nice. Smell good. Yeah. Yeah. It's beautiful. Yeah. Đây là cái giá của ngọc trai này. Mình bảo bông vô cho người ta đến bàn chơi. Cái ớt chỗ này cũng cả ớt. Bây giờ hai chân nó còn nhiều nè. Người ta sẽ 60 đồng. Do you always sell plants in here? Yeah. Okay. Chồng nó mua 60 đồng là 1 triệu 3 của tiền Việt Nam. Ok, thank you.